con sợ hãi, buồn tủi, không biết việc tiếp theo mình làm sẽ là gì. Có những bạn thì cô lập, có những bạn thì suy sụp trong một thời gian dài, và có những bạn biết kết quả cái thì bỏ nhà đi ngay. Và đây là cái cú sốc đầu đời của các con. Khi con của mình thất bại thì lao vào trách cứ, lao vào đổ lỗi, lao vào đánh, mắng, chỉ trích, so sánh. Tao bảo với mày học thì mày cứ dí cái đầu của mày vào trong cái điện thoại này, bảo sao mà mày trả thi trượt. Mày nhìn con Mai nhà hàng xóm kia kìa, nó đỗ vào trường Y đấy. Mày có biết là tốn bao nhiêu tiền bạc của tao không? Không được một cái tích sự gì cả. Hầu hết là chúng ta sợ thất bại, đúng không ạ? Nên là có những lúc mình biết câu trả lời rồi nhưng mình vẫn không dám giơ tay, mình vẫn không dám thể hiện quan điểm của mình cũng không dám thể hiện sự lựa chọn của mình cũng không dám thể hiện cái quyết định của mình cũng không dám thể hiện cái cảm xúc của mình. Bởi vì mình sợ khi mình nói ra có hay không, mình nói ra có đúng không, và mọi người nhìn mình, phán xét mình với cái con mắt như thế nào. Chúng ta cũng sợ thất bại, bởi vì chúng ta được dạy rằng thất bại là xấu, thất bại là phải phê bình, thất bại là không thể chấp nhận được. Không phải. Thất bại chính là cách chúng ta trưởng thành trong cuộc đời này. Và rồi chúng ta mang cái cách dạy đó vào con của mình. Và không thể nào chấp nhận được thất bại của con, không thể nào chấp nhận được sai lầm của con. Nên có những người cha người mẹ khi con của mình thất bại thì lao vào trách cứ, lao vào đổ lỗi, lao vào đánh, mắng, chỉ trích, so sánh, đay nghiến. Và nhất là với những bạn mà vượt qua những cái kỳ thi lớn, ví dụ như là thi cấp 3 hay là thi đại học mà các con gặp thất bại, thì đó là cái thất bại đầu đời của các con. Nhưng các con cũng bị nhận rất nhiều sự chỉ trích, sự chỉ trích, sự la ó, sự bực bội từ cha từ mẹ. Có những bạn thì học thật sự chểnh mảng và cha mẹ đã nhắc nhở rất nhiều nhưng không hề thay đổi, và vì vậy nhận kết quả là trượt. Và cũng có những bạn thì cố gắng ôn trong một cái thời gian cấp tốc, 2 tháng hay là 3 tháng trước kỳ thi, và con cũng nhận kết quả trượt. Nhưng cũng có những bạn rất nỗ lực, rất chăm chỉ, và được cha mẹ kỳ vọng cũng như thầy cô kỳ vọng, cũng như chính bản thân bạn ấy kỳ vọng, nhưng mà cuối cùng thì vẫn nhận cái kết quả trượt. Vậy thì ở mỗi một tình huống đều có những bài học, và đây là cái thất bại lớn đầu đời trong cuộc đời của con. Và vì vậy rất cần những người cha người mẹ thấu hiểu, rất cần những người cha người mẹ giúp con vượt qua cái thất bại này, học bài học từ cái thất bại này. Nhưng rất ít đứa trẻ nhận được những lời động viên khích lệ và sự đồng cảm của cha mẹ. Và các con thường nhận được cái gì? Các con thường nhận được những lời chỉ trích, những lời chỉ trích, những lời đay nghiến, những lời đổ lỗi, những lời than trách, là đã bảo rồi, học mà không học, hay là không chú tâm vào học, hay không cẩn thận, không thay đổi được kết quả. Kết quả đã có thế rồi. Chúng ta phải nhìn thấy cái hành trình bước tiếp vào tương lai của các con. Nên không phải là chỉ trích, không phải là chê bai rốt nát, không phải là phải chỉ ra cho nó biết, không phải, mà phải giúp con của mình vượt qua cái thất bại đầu đời này, cho con học bài học. Cho dù là con không tập trung học, con lười nhác, con cũng có bài học của con. Cho dù là con chỉ có dành thời gian ôn cấp tốc trong cái thời điểm đó và con không đạt được kết quả như mong muốn, con cũng có bài học rất đắt giá của con. Và cho dù con cũng đã rất nỗ lực trong một thời gian dài, con được cha mẹ kỳ vọng, thầy cô kỳ vọng, và bản thân con cũng kỳ vọng vào chính con. Và rồi để bây giờ kỳ vọng nhiều thì thất vọng nhiều. Con hoang mang, con sợ hãi, con lo lắng, con thất vọng về chính mình, thì con cũng có bài học của con. Và cái điều quan trọng nhất với những người cha người mẹ mà chúng ta có con thi trượt, đó là giúp con học bài học của con, giúp con trưởng thành sau cái thất bại này, giúp con lĩnh hội được cái nguyên nhân vì sao mà mình chưa đạt được cái này để mà mình có thể bước tiếp. Các cụ vẫn nói là thua keo này thì ta bày keo khác, đúng không ạ? Và cái con đường thành công của mình ấy, thì có cái câu nói là mọi con đường đều dẫn tới thành Rome. Và vì thế, hãy đồng hành cùng với con, thấu hiểu con, tìm ra định hướng tương lai cho con để giúp con vượt qua giai đoạn này. Không phải chỉ trích, không phải chỉ trích, không phải đay nghiến, không phải đổ lỗi, mà là giúp con trưởng thành sau thất bại.
và đó là điều rất quan trọng. Nên những người cha người mẹ đang bối rối không biết làm như nào để có thể ổn định lại tâm lý của con, để con bước tiếp, để giúp con mình vững vàng sau cái thất bại này, cũng như là giúp chính cha mẹ luôn, hãy chọn mình có mặt trong hành trình cha mẹ thông thái giúp con thành tài. 3 buổi tối hoàn toàn miễn phí, 3 buổi tối của cha mẹ nhưng là cả cuộc đời của con. Chỉ cần các anh chị bấm vào đường link phía dưới đăng ký và chọn mình có mặt vào 3 buổi tối cuối tuần. Cô Lanh yêu thương và hẹn gặp lại các anh chị để chúng ta thật sự giúp con của mình trưởng thành trong những thất bại của cuộc đời này và hướng đến cái nấc thang thành công và sự thênh thang về tương lai. Yêu thương và xin chào các anh chị.